Cho đến ngày nay, 80% các đại dương trên thế giới vẫn là một bí ẩn lớn. Đó là vì đại dương bao phủ 70% bề mặt của trái đất và chúng ta mới khám phá được một phần nhỏ trong số đó. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng khoảng 5 km sâu bên dưới đại dương. Vì vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi những khám phá gần đây nhất về động vật hoang dã của chúng ta lại đến từ đại dương. Ý tôi là còn rất nhiều thứ cho ta khám phá. Chẳng hạn như loài cá mập mới này có tên là Guinea's Dogfish. Con vật dài nhất từng được phát hiện, một con sứa dài 47 mét mà chúng ta mới gặp hồi đầu năm nay ở Úc. Đâu đó trên Bắc Băng Dương và Nam Đại Dương, một hiện tượng kỳ lạ xuất hiện làm nhiều người hoang mang. Hiện tượng này được gọi là hoa xương giá, nhưng chúng hoàn toàn không phải thực vật mà đơn thuần chỉ là các tinh thể băng. Băng giá mọc trên các thân cây dài, phá vỡ lớp mỏng trên bề mặt băng non của biển. Tuy nhiên, hoa xương giá không chỉ được làm bằng nước mà còn chứa nhiều loại vi sinh vật. Điều này làm cho chúng trở thành một hệ sinh thái nhỏ tạm thời. Hóa ra, chúng ta có núi lửa không chỉ trên bề mặt có thể nhìn thấy của trái đất. Núi lửa ngầm dưới biển có ảnh hưởng không tốt tới các loài động vật hoang dã xung quanh chúng. Nếu dữ liệu mà chúng ta có cho đến nay là chính xác, thì đại dương có hệ núi lửa hoạt động mạnh nhất trên trái đất. Hầu hết nằm ở độ sâu khoảng 2.600 mét dưới mặt biển. Cho đến ngày nay, Maelstrom, một vực nước xoáy vừa mạnh mẽ vừa nguy hiểm, vẫn là cơn ác mộng đối với các thủy thủ. Điều khiến Maelstrom khác biệt so với các xoáy nước khác là nó có kích thước cực lớn và độ mạnh khủng khiếp. Nó mạnh đến mức có thể khiến những con tàu lớn gặp nhiều rắc rối. Một trong những nơi nổi tiếng nhất với vực nước xoáy là Naruto, nơi này tọa lạc gần đảo Awaji. Thủy triều của nó di chuyển vào và ra với tốc độ 13-19 km/h, hai lần mỗi ngày, khiến nơi đây trở thành một trong những địa điểm có thủy triều nhanh nhất trên thế giới. Vụ đắm tàu Titanic là sự kiện lịch sử làm cho núi băng trôi nổi tiếng phải không? Đôi khi, những núi băng trôi này còn có các sọc màu. Sọc có thể mang màu nâu, đen, xanh lá, vàng và xanh lam. Hiển nhiên, chúng được gọi là núi băng trôi có sọc và các màu xuất hiện do các nguyên nhân tự nhiên khác nhau. Ví dụ, sọc xanh lam sẽ hiện ra khi băng tan rồi đóng băng trở lại cực kỳ nhanh. Nếu núi băng trôi có các sọc màu xanh lá thì nghĩa là trong đó có tàu bị kẹt. Các màu khác có tông màu đất hơn như nâu, vàng hoặc đen có nguyên nhân khác. Ví dụ như cạn lắng hòa vào nước biển trước khi nước đóng băng. Vào tháng 3 năm 2019, các nhà khoa học tình cờ phát hiện ra một trong những hiện tượng khó hiểu nhất từ trước đến nay ở biển khơi. Trong quá trình khám phá một ngọn núi lửa dưới nước, họ đã thấy một thứ trông giống như một cái hồ nhỏ bị lộn ngược. Nó ở độ sâu ít nhất 1.980 mét so với mực nước biển. Nếu bạn nghĩ rằng điều đó thật vô lý thì, chà, đó là do nó không có thật. Hóa ra, đó chỉ là ảo ảnh được tạo ra bởi chất lỏng trong những hồ lộn ngược này. Nó nóng lên tới 160 độ C và được tạo thành từ một số hóa chất mạnh như lưu huỳnh và kim loại, khiến cho ảo giác có thể xảy ra. Thác nước lớn nhất thế giới cũng nằm dưới nước một cách an toàn. Nó ở bên dưới eo biển Đan Mạch, một vùng biển nằm giữa Iceland và Greenland. Nếu bạn đột nhiên mọc mang cá, lặn xuống đó và hít thở thoải mái dưới nước, bạn sẽ nhìn thấy một loạt thác nước bắt đầu ở độ sâu 610 mét dưới bề mặt, sau đó hạ xuống độ sâu 3.050 mét. Vào năm 2011, một đội thợ săn kho báu người Thụy Điển đã phát hiện ra một vật thể dưới đáy biển Baltic mà họ đã mô tả là kỳ lạ và bí ẩn. Nó có hình bầu dục, dạng bậc thang lạ thường. Thủ lĩnh của đội đã khám phá ra nó, suy đoán rằng hẳn nó đã được xây dựng hàng chục nghìn năm trước, thậm chí trước cả kỳ băng hà, và có thể là một phần của thành phố dưới nước Atlantis. Các chuyên gia đã phân tích vật thể tin rằng nó là một mỏ băng thông thường hoặc một công trình khác của tự nhiên, nhưng họ vẫn không biết chắc. Không phải tự nhiên người ta gọi nơi đây là Biển Đen. Nằm ở cực đông nam của châu Âu, nó thậm chí còn có khói biển. Về cơ bản là hơi nước bốc ra từ mặt biển. Điều này xảy ra do độ ẩm của nước đại dương làm trung hòa gió mát hơn thổi trên mặt biển, tạo ra hiện tượng giống như hơi nước này. Nếu bạn từng ngắm đại dương vào hoàng hôn và bình minh, thì có lẽ bạn đã đủ may mắn để nhìn thấy những tia chớp màu xanh lục. Tuy nhiên, bạn sẽ phải chú ý thật kỹ vì nó chỉ kéo dài trong vài giây. Chúng xảy ra do hiệu ứng lăng trụ tự nhiên của bầu khí quyển trái đất. Trong hoàng hôn và bình minh, ánh sáng phát ra từ mặt trời bị phân kỳ thành nhiều màu. Quá trình này giống như có một tia chớp màu xanh lục phát ra từ dưới nước. Thủy triều đỏ xảy ra rất nhiều lần, tuy không cần phải hoảng sợ khi nhìn thấy nó, nhưng bạn vẫn nên cẩn thận. Thuật ngữ chuyên môn cho hiện tượng này là tảo nở hoa.
Nó xảy ra khi có sự phát triển nhanh chóng hoặc sự nở hoa của tảo trong nước biển. Do các chất hóa học có trong tảo, chúng có thể gây ra nhiều vấn đề cho các loài chim, động vật và thậm chí cả con người. Vì vậy, đừng vội nhảy xuống nước nếu bạn nhìn thấy tảo nở hoa nhé. Bạch tuộc và mực có một đặc điểm đặc biệt giúp chúng khác biệt với các sinh vật biển khác. Chúng có 3 trái tim. Ngày lễ tình nhân chắc hẳn rất đặc biệt đối với chúng. 3 trái tim không nhất thiết phải làm cho chúng trở nên lãng mạn hơn, nhưng lại vô cùng cần thiết để cơ thể chúng hoạt động bình thường. Chúng có một trái tim chính giúp máu lưu thông khắp cơ thể và 2 trái tim mang chịu trách nhiệm bơm máu gần mang. Với 3 trái tim và 8 cánh tay, khi một nàng bạch tuộc ôm bạn, bạn sẽ biết rằng nó rất chân thành. Dựa trên một nghiên cứu được công bố vào năm 2013, cá heo đặt tên riêng cho nhau. Cụ thể là loài cá heo mũi trai có một kiểu huyết sáo đặc biệt, giống như tên gọi của con người. Chúng không chỉ phát triển kiểu huyết sáo này để giới thiệu bản thân với những con cá heo khác, mà chúng còn có thể học các tên khác nhằm phục vụ cho việc giao tiếp với nhau tốt hơn. Ở sâu dưới đáy biển Thái Bình Dương, có một con cá voi bí ẩn biết hát mà các nhà khoa học vẫn chưa hiểu hết. Họ gọi nó là con cá voi cô độc nhất, vì nó phát ra âm thanh ở cao độ cao hơn nhiều so với bất kỳ con cá voi xanh nào mà chúng ta từng gặp. Tuy nhiên, chưa ai từng nhìn thấy nó. Vì vậy, các nhà nghiên cứu tin rằng giai điệu kỳ lạ của nó có thể là nguyên nhân nó không tìm được bạn tình. Những con cá voi xanh tiêu chuẩn có đặc điểm độc đáo của riêng chúng. Trái tim của chúng dài hơn 1,5 mét, rộng khoảng 1,2 mét và có thể nặng hơn 181 kg. Để giúp bạn dễ hình dung hơn, trái tim người có kích thước gần bằng nắm tay của bạn. Do đó, tim chúng ta nhỏ hơn nhiều. Không phải là chúng ta chưa sợ hãi trước các sinh vật biển, nhưng thêm một thông tin nữa cho bạn. Cá mập có thể mọc hàng ngàn chiếc răng. Và không chỉ 1 hoặc 2 ngàn đâu, chính xác là chúng có tới 30.000 chiếc răng trong suốt cuộc đời của mình. Phải, tôi không muốn xem hóa đơn nhà sĩ của cá mập đâu. Các nhà khoa học vẫn chưa xác định được một sinh vật nào trên trái đất có thể sống mãi mãi, nhưng có vẻ như điều đó sắp thay đổi rồi. Một con sứa nhỏ hơn cả móng tay út của bạn dường như là hiện thân sống của dị nhân Benjamin. Đó là vì nó có khả năng quay trở lại giai đoạn phát triển ban đầu bất cứ khi nào gặp nguy hiểm hoặc khi cực kỳ đói và hết thức ăn. Không có gì ngạc nhiên khi người ta đặt cho nó biệt danh là sứa bất tử. Chúng ta đã biết về loài này trong hàng trăm năm, nhưng phải đến những năm 1990, ta mới phát hiện ra các đặc điểm độc đáo của chúng. Ta vẫn chưa chắc nó tạo ra các tế bào thoái lui và mọc lại như thế nào, nhưng loài này có thể chứa đựng một bí mật giúp chúng ta đạt được những tiến bộ trong ngành y học đối với cả động vật và con người.